cháu thì bị bệnh tâm thần, còn mẹ cháu thì ở nhà phải trông em, còn không đi làm. Đó là hoàn cảnh của em Đặng Thu Hà ở thôn Yến Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, một cô bé mà ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn. Có lẽ cũng bởi em đã ý thức được hoàn cảnh của gia đình mình, một gia đình có nhiều éo le. Bố em đã gần 30 năm phải chống chọi với bệnh tâm thần, không có công ăn việc làm, lúc nào khỏe mà có người thuê thì mới có thể đi sửa chữa đồ điện, kiếm đồng rau, đồng cháo cho gia đình. Còn khi bị bệnh thì chỉ quần quanh trong nhà. Từ năm 95 mẹ mất rồi lại chị mất, thì là coi như mình suy nghĩ nhiều nên là căng thẳng, không làm gì được. Thế là cũng đi viện chữa trị, thế thì bây giờ thì cũng đỡ rồi. Hàng tháng thì vẫn ra trạm y tế để lấy thuốc, định thuốc uống hàng tháng. Có ai bảo sửa điện thì cũng đi sửa giúp cho người ta, đủ chi tiêu rau quả quả thôi, chứ không có để dư ra. Vì còn bà ngoại tuổi cao sức yếu cùng người em trai bệnh nặng nên mẹ của Hà là chị Nhâm phải sống tại nhà ngoại ở thôn kế bên để tiện chăm sóc cho bà. Là trụ cột kinh tế của gia đình nhưng chị Nhâm cũng chỉ biết trông chờ vào mấy sào lúa, lúc nông nhàn thì đi nhặt ve chai kiếm thêm thu nhập. Năm ngoái chị sinh thêm cháu nữa nên việc đi nhặt ve chai giờ cũng chẳng làm được. Đẻ con này ra cũng túng bí lắm, không đi mua được các cái đồ này là không có tiền tiêu mấy. Ngày trước là tôi hay đi lắm, các nhà kia nó sữa nhưng mà này con này nó chỉ ăn thôi, một sữa thôi, mẹ nó lớn hết thôi, nuôi như các cụ ngày xưa đơn giản mà dễ lắm, nhưng có sữa được đâu. Mẹ cháu không có tiền, bình thường thì cháu ăn cơm với rau, mẹ ăn cơm với đậu, hàng tháng thì mẹ cháu thi thoảng mới mua thịt cho cháu ăn rồi. Bố một nơi, mẹ một nơi, nên tranh thủ buổi trưa tan học, Hà về động viên tinh thần bố, chiều lại về đỡ đần mọi việc cho mẹ. Trưa cháu ở bên bố thì đi đường thì tiện cháu đi về đây luôn, không đi về đây thì xa. Tối sang đây để còn trông em. Hàng ngày cháu cũng giúp phụ mẹ trông em với cả nhà ve chai. Mỗi ngày trôi qua trong khó khăn thiếu thốn về vật chất, nhưng sự cảm thông, giúp đỡ mà thầy cô, bạn bè dành cho Hà thì chưa bao giờ là thiếu. Bạn Hà thì rất là cố gắng học tập, tuy là hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng mà vẫn luôn hướng về phía trước và vẫn cố gắng đặt ra cho mình được những mục tiêu tốt nhất để hoàn thành. Và đặc biệt là trong kỳ học vừa rồi thì bạn đã đạt được danh hiệu học sinh tiên tiến, là một cái nỗ lực rất là dài trong cả quá trình học tập. Trong cái việc mà đi học thì là cháu là đều phải được sự hỗ trợ của bạn bè, của bố cháu đóng tiền cho cháu và cái sự hỗ trợ của nhà trường. Tất cả những cái mà ưu tiên, ưu đãi thì đều là dành cho em Đặng Thu Hà, bởi em là một trong những học sinh mà rất tích cực trong các hoạt động phong trào của nhà trường, cũng như là vươn lên trong học tập. Các thầy cô cũng tạo điều kiện là kèm thêm cho em và cũng không lấy tiền để tạo điều kiện cho em là có cái kiến thức nhất định để em vượt qua khó khăn. Với vòng tay yêu thương của thầy cô, bạn bè cũng như sự hỗ trợ từ những người bạn của bố đã giúp cho con đường đến trường của em bớt nhọc nhằn và em càng thêm lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống. Mặc dù hoàn cảnh của cháu khó khăn nhưng mà cháu cũng thấy tốt vì vẫn được đi học là được rồi. 15 tuổi, đang ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, trong khi chúng bạn còn đang nuôi dưỡng những mộng mơ về tương lai, thì ở Hà, ước mơ với em lại rất đỗi giản đơn và chân thực. Cháu ước đỗ cấp 3, thì đỗ cấp 3 học hết thì đi làm xin việc dễ hơn. Xin kính chào quý khán giả truyền hình, các vị đại biểu khách quý, các thầy cô và các bạn học sinh đã đến với buổi trao học bổng chương trình Chắp cánh ước mơ được tổ chức tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Việt, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên đồng tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên bảo trợ thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu ông Sái Đức Bính, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên. Xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Ngọc Anh, Phó Giám đốc Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên. Xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Văn Hải, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Mỹ. Chương trình còn có sự hiện diện của đông đảo các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đến từ trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Việt, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Thưa quý vị,
Bước sang năm thứ 9 của chương trình Học bổng trong cánh ước mơ, chúng tôi đã gặp rất nhiều những em học sinh. Mỗi em đều có những sự vất vả và khó khăn riêng, nhưng điểm chung của các em là nghị lực vượt khó và không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Và nhân vật của chúng ta ngày hôm nay cũng là một nhân vật như thế, đó là em Đặng Thu Hà, học sinh lớp 9A2 của trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Việt, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Hoàn cảnh của gia đình em Hà vô cùng khó khăn khi bố em lại mắc bệnh lý về thần kinh, không có khả năng lao động, mẹ của em cũng không có công ăn việc làm ổn định. Dù khó khăn là vậy nhưng em vẫn vượt khó vươn lên để trở thành con ngoan trò giỏi, thấu hiểu hoàn cảnh của em cũng như mong muốn để tiếp thêm động lực để em có thể vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống. Thì hôm nay hai nhà tài trợ của chương trình là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên đã đến đây và dành tặng cho em một suất học bổng với giá trị là 12 triệu đồng. Ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện nhà tài trợ VNPT Hưng Yên, ông Sái Đức Bính sẽ lên trao học bổng cho em Đặng Thu Hà. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Hoàng Ngọc Anh, Phó Giám đốc Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên lên trao học bổng cho em Đặng Thu Hà. Hoàn cảnh của em Đặng Thu Hà rất là khó khăn. Em thì cũng rất là cố gắng, nỗ lực, hòa đồng với bạn bè, phấn đấu vươn lên trong học tập. Chính vì lý do đấy thì VNPT Hưng Yên cũng có những cái suất học bổng trao đến cho em, thì mong rằng em sẽ vượt qua được những cái khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Thì đây là một cái trường hợp mà thầy đánh giá rất là khó khăn, tuy nhiên thì là bạn ấy cũng là nỗ lực vươn lên và cũng có những cái thành tích học tập rất là đáng khích lệ. Thì thông qua chương trình là mong muốn là để có một cái sự chia sẻ đối với cả các cái bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để các bạn có thể là có một cái động lực nào đấy để tiếp bước trong cái con đường trong tương lai, chắp cánh cho các bạn những cái ước mơ và hoài bão trong cuộc sống. Hôm nay được nhận học bổng của các nhà tài trợ thì là thay mặt gia đình rất cảm ơn các nhà tài trợ cùng đài truyền hình đã đến quan tâm đến cháu Đặng Thu Hà. Chương trình trao học bổng chắp cánh ước mơ tạo nên một cái sự phối hợp rất đồng bộ, và thông qua đây không những là tác động trực tiếp tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà có một cái sự lan tỏa rất tích cực, tạo cái hiệu ứng toàn xã hội quan tâm đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, và cũng là cái sự động viên cho tất cả các thế hệ học sinh và tạo cho các em một cái sự yên tâm rằng là trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì luôn luôn có những người đồng hành để các em có một cái sự vững chãi trong cái quá trình học tập rèn luyện đạt được cái kết quả tốt. Đây là một cái chương trình có ý nghĩa rất là lớn và có ý nghĩa nhân văn rất là tốt đẹp, là vừa là để động viên khích lệ cho các cháu có mục tiêu phấn đấu và cũng định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Rất là biết ơn nhà tài trợ cũng như là đài truyền hình đã phối hợp cùng để tổ chức chương trình này để tạo cái không khí, nguồn động lực để cho các em phấn đấu rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho đất nước và cho xã hội. Vâng, xin cảm ơn phần quà mà hai nhà tài trợ là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên đã dành tặng cho em Đặng Thu Hà. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là phần quà rất ý nghĩa dành cho em cũng như gia đình. Và chúng tôi tin tưởng rằng với những sự yêu thương, san sẻ của cộng đồng thì em Hà sẽ có thêm động lực để vượt qua những khó khăn và chạm tay tới ước mơ của mình. Chương trình Chắp cánh ước mơ của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vietcombank chung niềm tin vững tương lai.